Đài Sài Gòn Network TV 51.3 hân hạnh giới thiệu chương trình Sức khỏe tâm thần để giới thiệu đến các bạn bệnh mất ngủ, bệnh trầm cảm, bệnh lãng trí, bệnh tâm thần phân liệt, bệnh tự kỷ, bệnh lưỡng cực, cùng nhiều bệnh khác. Cùng với bác sĩ Hải Lê, Elizabeth Thi Nguyễn, Trần Văn Thọ, Teresa Bùi, Nam Nguyễn. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Sức khỏe tâm thần với bác sĩ Elizabeth Thi Nguyễn, bác sĩ Teresa Bùi và bác sĩ Trần Văn Thọ. Chào bác sĩ. Dạ vâng, Teresa xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe tâm thần. Chào luật sư Tom, chào bác sĩ Elizabeth và bác sĩ Thọ. Yeah. Bác sĩ Elizabeth, tôi tên là bác sĩ Elizabeth Thi Nguyễn. Tôi kính chào quý khán giả đang coi đài Sài Gòn Network. Chào anh Tom và chào Teresa và chào bác sĩ Thọ. Bác sĩ Trần Văn Thọ xin chào khán giả của đài SGN và đang theo dõi chương trình Sức khỏe tâm thần ngày hôm nay. Xin chào Tom. Dạ vâng, chào kính chào Elizabeth. Tất cả ba bác sĩ. Đề tài ngày hôm nay rất quan trọng với cộng đồng Việt Nam mình, nhất là những người lớn tuổi, tức là những phần đông là khán giả của đài SGN, Chronic Pain và Prescription Medicine. Mời bác sĩ. Dạ vâng, hôm nay cái đề tài chúng ta nói tới cái bệnh đau kinh niên và những cái thuốc mà mình dùng để chữa bệnh, những cái hậu quả của thuốc. Thì theo cái kinh nghiệm của Teresa, không những là trong lúc mà Teresa làm việc mà ngay cả trong gia đình, thì Teresa thấy rất là nhiều người ngại dùng thuốc cầm đau. Tại vì cứ sợ là cứ nghĩ là thôi mình đau mình cứ ráng chịu đi, với lại mình cũng sợ là mình nghe tới những cái ảnh hưởng phụ, mình nghe tới là thuốc cầm đau mình có thể bị nghiền, mình có thể bị lệ thuộc phụ thuốc và cuối cùng là mình không có xài. Và ngược lại, khi mà Teresa làm việc thì Teresa cũng có thấy rất là nhiều người mà dùng thuốc, lại dùng thuốc quá nhiều, dùng thuốc không đúng theo toa và cuối cùng trở thành lệ thuộc. Cho nên nó có hai cái mặt của cái đề tài mà hôm nay mà mình sẽ nói tới. Dạ vâng, những người sợ không dám uống thuốc, sợ bị nghiện, những người đụng gì cũng uống hết. Dạ. Cũng có, trong tập thể người Việt Nam mình cũng có những người uống thuốc của người khác nữa. Dạ vâng. Phải không ạ? Thấy cái thuốc đó, ông này hay bà kia bớt nhức mỏi, cho tôi mấy viên tôi uống thử coi. Dạ vâng. Và cũng có người đến bác sĩ, nói bác sĩ cho tôi cái thuốc này, chứ tôi không cần thuốc khác, ghi thuốc này toa cho tôi. Dạ. Dạ. Đề tài rất là hấp dẫn. Cảm ơn quý nhà đang theo dõi chương trình Sức khỏe tâm thần. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau khi thông tin thương mại.